Thưa quý vị, lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc trong niềm xúc động và tự hào. Sau buổi lễ, các khối diễu binh diễu hành lần lượt rút quân về lại các đơn vị trong sự lưu luyến, ngập tràn tình cảm của người dân, du khách tại Điện Biên. Song những nụ cười rạng rỡ, những lời ca vang vọng mà quân và dân đã cùng hòa nhịp, những cái ôm thật chặt và cả những giọt nước mắt trên mảnh đất Điện Biên lịch sử sẽ là ấn tượng còn đọng mãi. Về điểm tập kết đường mùng 7 tháng 5 sau khi hoàn thành chặng diễu hành trong niềm tự hào xúc động vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Cảm xúc của những chiến sĩ càng được nhân lên trước tình cảm và sự chào đón nồng nhiệt của người dân đang có mặt tại Điện Biên Phủ. Thực ra quá trình luyện tập thì rất là mệt, nhưng mà khi được nhân dân cổ vũ, chúng tôi cảm thấy rất là nô nức, hào hứng và lúc đấy không còn cảm giác là mệt nữa mà rất là vui ạ. Chúng tôi cảm giác rất vui khi được bà con nhân dân tỉnh Điện Biên vui tươi chào đón. Chúng tôi biểu diễn sân cũng là một phần nhiệt huyết, tâm huyết hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta từng đi qua. Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay lại. Thanh xuân của những cô gái đến từ vùng đất phương Nam này sẽ có một hồi ức đẹp về vùng đất Điện Biên anh hùng. Là tụi em sống chung với nhau thì cũng gần 4 tháng là sinh hoạt chung, tối ngày gặp mặt nhau rồi nói chuyện tâm sự này kia, rồi sau này về thì cũng chắc cũng buồn. Khoảng thời gian luyện tập diễu binh diễu hành cho ngày đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và sự quan tâm chia sẻ của đông đảo nhân dân trong 4 tháng qua đã trở thành kỷ niệm khó quên của cả người dân Điện Biên cũng như mỗi cán bộ chiến sĩ tham gia lễ kỷ niệm. Qua ngày mùng 7 cảm nhận tự nhiên nó lại bị hụt hẫng. Thực sự nó sẽ bị hụt hẫng luôn trong cái tâm trạng của mình đấy. Tại vì nó đang rất đang vui và rất đang hào hứng như thế. Thế bây giờ sau một thời gian những ngày nó sôi động như vậy, thế là qua mùng 7, mùng 8, mùng 9 là các chiến sĩ lại lơi là về chuyển về nơi đấy, tỉnh là về tỉnh đấy rồi thì là người dân Điện Biên lại trở lại trạng thái bình thường. Thì nó lại rất chung là nói chung là cũng có một sự hụt hẫng. Cũng có một chút nuối tiếc bởi vì là ngày kia là chúng tôi đã phải hành quân về trường, về đơn vị ở tại Hà Nội rồi. Nghĩa là thấy hơi cảm thấy một chút vấn vương, một chút nuối tiếc. Xin chào Điện Biên Phủ anh hùng, nơi làm nên chiến thắng, nên vành hoa đỏ, nên thiên sứ vàng. Việt Nam! Mùa Nam, mùa Nam, mùa Nam! Điện Biên Phủ! Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam! Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn. Trong phút chia tay biện diện, những chiếc xe chở đoàn chiến sĩ rời Điện Biên Phủ, những ánh mắt lưu luyến, những tình cảm nồng ấm cùng tình quân dân sâu sắc sẽ mãi là dấu ấn đặc biệt về mảnh đất Điện Biên anh hùng. Diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ bắt đầu. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là một trong những trang sử băng vàng, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Hơn 12.000 người trên 50 khối diễu binh, diễu hành bao gồm các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ, công an, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc, khối nghệ thuật đã tái hiện lại khí thế hào hùng của dân tộc trong ngày vui giải phóng Điện Biên Phủ. Thời tiết tại Điện Biên mưa lớn nhưng không thể ngăn được bước chân mạnh mẽ, những ánh mắt sáng ngời và cảm xúc tự hào, biết ơn hiện lên trên khuôn mặt của tất cả những người may mắn được tham gia diễu binh, diễu hành trong ngày đại lễ. Trong lòng em thì đương nhiên là cảm thấy rất là vui và cái mà nhiều nhất đó là vinh dự luôn á chị. Tại vì em nghĩ là em vinh dự một, gia đình ở nhà coi trên truyền hình là vinh dự tới 10 lần. Đi qua khán đài ạ, bọn em cảm thấy rất là xúc động, là hai mắt rất là rưng rưng luôn ạ. Lễ diễu binh diễu hành là điểm nhấn quan trọng lễ kỷ niệm biểu dương lực lượng vũ trang đầy ý nghĩa, tầm vóc giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ. Đêm ngày mùng 6, cả thành phố Điện Biên Phủ gần như không ngủ. Từ rất sớm,
từng dòng người đổ ra những con đường tuyến phố chính của thành phố này để hòa nhịp đến xem chương trình nghệ thuật đặc biệt và xem bắn pháo hoa mừng đại lễ. Khu vực quảng trường mùng 7 tháng 5, nơi đặt sân khấu, cũng là nơi tập trung đông người nhất. Trong dòng người đổ về đây, ai cũng cảm thấy háo hức, hân hoan trước sự kiện trọng đại này. Bồi hồi xúc động và nhiều lúc đi qua các đồi A1, rồi các nhìn các cái bức tranh 3D mà chú còn rơi nước mắt, rất là thương các cha ông ta ngày xưa đã chiến đấu vì Tổ quốc Việt Nam mình cho chúng ta mãi mãi độc lập tự do. Sáng sớm ngày mùng 7 tháng 5, người dân đã đứng ngồi chật kín hầu hết những con đường tuyến phố nơi mà đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua. Ai cũng muốn tìm được vị trí thuận lợi nhất để thưởng thức, ghi nhận lại khoảnh khắc đẹp nhất của lễ diễu binh, diễu hành. Một không khí hào hùng, hứng khởi tái hiện lại khúc hùng ca ngày chiến thắng. Rất là hứng khởi. Tôi cảm thấy cái tinh thần dân tộc rất là cao, yêu nước hùng hồn. Thì lên đây rất là thấy không khí rất là náo nức và hào hùng và mọi người đều cảm thấy là hứng khởi khi mà tham dự được cái lễ kỷ niệm 70 năm này. Tôi đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi rất tự hào là đi xem các di tích và người và dân tộc Việt Nam rất anh hùng. Tôi rất là hào hứng ạ. Sau cảm thấy rất là vui và tự hào về mảnh đất Điện Biên. Cháu sẽ cố gắng học tập để có thể để phát huy những truyền thống văn hóa ở mảnh đất này. Những hoạt động trong dịp đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã đọng lại trong lòng người dân địa phương, du khách gần xa và bạn bè quốc tế. Những hình ảnh ấn tượng gần gũi, thân thương nhưng cũng rất đỗi tự hào, thiêng liêng. Tình yêu quê hương đất nước thêm một lần nữa được nhắc nhớ, được vun đắp và lưu giữ trong tim mỗi người dân Việt Nam.